Hello, xin chào cả nhà ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ Hôm nay em xin chia sẻ cho cả nhà những cái loại phân mà bón cho cây ăn trái ở trong vườn của mình để cây ăn trái của mình được ngọt Đây là em có bốn cái loại phân là em có ép sâm sốt Thứ hai là em có chicken manure Thứ ba là phân cá và cái cuối cùng là nó gọi super sweet thì cái loại này em nghĩ là cả nhà chưa bao giờ gặp nó nhưng mà ba cái loại này thì em nghĩ là nhà mình ai cũng rất là quen thuộc rồi trước khi mình nói về tất cả các loại phân này thì mình hãy nói về cái lý do tại sao mà cái cây của nhà mình nó không cái trái nó không có được ngọt thì à, theo kinh nghiệm của em á, là có ba cái lý do mà cái cây ăn trái cũng không có được ngọt thứ nhất trồng cái cây ăn trái mà nó không có nắng nó ra trái nhưng mà nó nằm ở dưới những cái tàn cây to thì cái khả năng thứ nhất, khả năng đậu trái nó rất là ít. Thứ hai là có thấy khi mà cái cây ăn trái của mình những cái trái mà nó bị che phủ bởi không có nhiều ánh sáng thì anh nó sẽ không có ngọt bằng những cái trái mà nó được ánh nắng chiếu vào. Nó không được hấp thụ ánh nắng thì cái cây ăn trái cái trái cây nó cần phải có nắng thì nó sẽ ngọt còn nếu mà trồng nó ở trong râm nó ít nắng quá thì cái trái cây cái tỷ lệ ngọt nó sẽ được ít hơn cái lý do thứ hai là tưới nước quá nhiều mình phải biết cái độ nước và khi nào mình tưới nước cho nó cả nhà thì cái cây của mình nó sẽ ngọt thì tưới như thế nào thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cách mà để cả nhà biết khi nào cả nhà cần tưới nước nha cả nhà hôm nay em xin chia sẻ cho cả nhà là cái cách mình trồng cây ở dưới đất không phải trồng cây trong chậu thì bây giờ mình hãy quan sát như thế nào để mình biết cái độ tưới nước của mình nha thì cây xoài này nó đã trồng được gần một năm rưỡi rồi cái rễ nó không có được ăn sâu cho lắm lấy một cái cây nha khi mà khoảng ba bốn ngày với khí hậu nóng lấy một cái cây đâm nó xuống khoảng 3 inch mà nếu hút lên cái cây đâm xuống nó khô là kể như cái cây của nó đã cần nước rồi cần phải tưới cho nó tại vì đây là cái cây nó nhỏ nhà phải tưới nước cho nó thường xuyên hơn là những cái cây lớn những cái cây này 7 8 năm rồi chỉ cần tưới nước cho nó là hai tuần một lần vào mùa hè và mùa nó đang ra bông thôi còn à, bình thường giống như mùa đông là em không có tưới nước cho nó luôn hoặc là nếu nó không ra trái thì một tháng mình tưới cho nó một lần cũng được nhưng mà một lần cho nó là khoảng 15 cho tới 20 phút tùy nước lớn hay là nước nhỏ nha nếu nước nó chảy nhiều thì khoảng 15 20 phút còn không á, là cái rỉ 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 là một hai tiếng tùy tưới nước như thế nào nha cái cây bự như thế này á thì nó không có cần phải tưới thường xuyên tại vì cái rễ nó đi rất là sâu rồi đó. tưới thường xuyên thì cũng không cần thiết lắm đối với cây ăn trái mà tưới nước thường xuyên cho nó thì cái chất dinh dưỡng nó sẽ mất đi và nó có thể làm bạc màu cái đất bởi vậy thì khi cây nó không có chất dinh dưỡng hấp thụ thì tự động cái trái nó sẽ bị lạt đi nguyên do thứ nhất là do ánh nắng lương do nguyên do thứ hai là do nước quả nhà tưới quá nhiều thì cây nó sẽ lẹt để ý là mỗi khi mà trời mưa xong ngày hôm sau bước một cái trái cây cảm tưởng là cái trái cây nó lẹt hơn rất nhiều rồi bây giờ cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề em cần chia nhà hôm nay là cái cách bón phân thì cái vấn đề thứ ba tại sao mà trái cây nó không ngọt là do mình bón phân và bón phân không phải là uh, bón sao bón là cây nó ngọt không phải mình phải biết bón như thế nào thì cây nó sẽ ngọt thì đây là cái kinh nghiệm của em em đã học được từ một cái người bạn thì uh, hồi xưa em uh, chia sẻ với cả nhà là em có một cái cây mận hồng em trồng ngay cái vị trí này luôn cái trái á, rất là nhiều và ăn nó rất là lạt luôn á mà em lúc đó thì thật sự mình cũng không có kinh nghiệm nên là em không có biết làm như thế nào rồi em cũng lên online em cũng coi thì cũng có nhiều nhiều cái ý kiến đó thì em cũng thử nhưng mà cái kết luận của em là cái cây đó nó 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 vẫn lẹt và cái cuối cùng là em cho người ta cái rồi người ta thích thì em cho người ta bứng cái cây đó lên rồi mang về nhà trồng luôn thì à, sau một cái thời gian đó, thì à, em có một cái người bạn đó người Nhật đó thì em cũng hỏi người ta là À, tại sao mà cái lý do nào mà cái cây nhà mình nó 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 bị lạc á Thì cái người Nhật người ta cũng rất là thật tình và người ta cũng rất là giỏi luôn đó cả nhà Thì người ta mới Chia sẻ cái kinh nghiệm cho em thì sau 2 năm Em học hỏi cái kinh nghiệm đó và em thử cho các cái loại cây ở nhà em thì Cái kết quả nó rất là rõ rệt luôn đó cả nhà Cái sự thay đổi là từ những cái trái cây mà Từ trước á nha Nó nhỏ bây giờ nó bự lên và từ nó lẹt thì bây giờ nó trở thành rất là ngọt luôn đó cả nhà bây giờ em xin chia sẻ lại cho cả nhà cái kinh nghiệm đó nha đầu tiên mình hãy nói về một cái loại phân nó gọi ép xâm số có nhiều người nói nó giống như là thành dừa có giúp ra hoa nè trái cây ngọt nè thì đây là number one cái phân thì em thường nghe mọi người nhắc đến Thì bây giờ mình hãy nói về cái loại phân này nha cả nhà Thì cái thành phần chính trong cái phân này là Mag magnesium sulfur Nó có công thức hóa học là MgSO4 Thì cái phân này nó có cái tác dụng là hỗ trợ cho cái bộ rễ nó phát triển Là nó có một phần nhỏ hỗ trợ thôi nha cả nhà cái cây mà nó muốn phát triển tốt hai cái thành phần chính của cái cây để nó nó phát triển là thứ nhất là bộ rễ và thứ hai là cái lá của nó cả nhà. Thì cái đây cái phân này nó có tác dụng là hỗ trợ cho cái bộ rễ nó phát triển. Khi cái bộ rễ của nó khỏe thì tất nhiên là cây của mình nó sẽ khỏe cả nhà. Rồi cái loại phân thứ hai em em chia sẻ với cả nhà là cái phân gà À, có nhiều ý kiến cứ nói là khi mà mình bón cho cây thì phân gà nó sẽ làm cho cây ngọt và cái thứ ba nữa là phân cá cái, thì cả hai cái phân này phân cá và phân gà cái chất chủ yếu trong đó là nitrogen thì phân gà phân cá thật sự luôn là hai cái phân này cái thành phần nitrogen của nó rất là cao giống mình tưởng nó khác nhau nhưng mà thật sự nó là hai trong một thôi cả nhà. thì cái phân gà nó có khi cả nhà bón cho nó cần phải có thời gian để làm mà nó phân hủy thì cái cây nó mới hút được cái chất dinh dưỡng. còn cái phân cá này là cái phân nước khi cả nhà hòa tan và cả nhà tưới cho cái cây thì cái cây cả nhà nó sẽ được hấp thụ cái gọi là hấp thụ nhanh nhất luôn giống như là khi mình đi bác sĩ đó thì bác sĩ À, tiêm thuốc cho mình và bác sĩ cho mình uống thuốc thì tất nhiên là khi mình tiêm thuốc thì nó luôn luôn nó có tác dụng nhanh hơn là khi mà mình uống thuốc thì phân gà và phân cá thì nó đều giống nhau nhưng mà phân cá thì nó có tác dụng trực tiếp ngay được nhưng mà phân gà thì nó cần phải có thời gian Nếu cái cả nhà muốn mà nó có tác dụng nhanh liền thì cả nhà dùng phân cá còn phân gà thì cả nhà phải dùng đến một hai tháng thì nó mới nó mới phân hủy thì cái cây của cả nhà nó mới hút chất dinh dưỡng được nhưng mà với phân gà thì khi mà cái bộ rễ của cái cây đó cả nhà nhiều lúc cả nhà tưới nó xói mòn đó thì nó lòi lên trên thì không thể nào cả nhà tưới phân cá được cả nhà phải bón phân gà cho nó để nó lấp bớt cái bộ rễ lại và nó nó thành một thời gian để nó thành đất thì cái cây của cả nhà nó sẽ phát triển tốt. Thì phân cá và phân gà là nó đều tác dụng cho cái lá, cái lá xanh tốt, cái rễ nó phát triển tốt thì tự động cái cây của nhà cả nhà nó sẽ khỏe. Rồi đây là một loại phân cho rễ tốt cho rễ và đây là một loại phân tốt cho ra lá thì cái đó là hai thành phần chính của cái cây cả nhà cần rồi. Còn Bi hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loại phân này Nó có tên là Super Sweet của cái hãng này Thì cái phân này cả nhà có thể mua Hôm bữa em mua cái bịch này là của cái thằng Lô đó cả nhà Thì cái giá của nó là khoảng bao khoảng là 8 đồng rưỡi Cả nhà có thể vô đó mua nếu cả nhà thấy còn không á nếu mà cả nhà mua online á thì à, tiền ship của nó thêm 5 đồng. Một cái bịch này nè cả nhà thì cái bịch này nó tương đương là hai à, cái bịch này là 25 pound là nó khoảng à, 11 À, ký mấy cả nhà cũng rất là nhiều luôn nhưng mà cái phân này á, thì mình không phải là mình bón cho nó thường xuyên một năm mình chỉ cần bón cho nó một lần là đủ rồi cả nhà nó có cái hướng dẫn phía sau á. thì tại sao mà mình phải cần cái phân này nó có tác dụng là cái đất của mình á, mà trời mưa nhiều tưới nước nhiều nè À, nói chung là nó bị uh, bị bạc màu thì cái phân này nó có tác dụng bổ sung nhanh lại những cái chất mà nó bị bạc màu đi tơi xốp và làm giống như là cái đất của mình nó lưu ra đó để uh, để cho cái bộ rễ và cái um, những cái phân mà mình bón cho cái lá nó nó xuống được và cái cây của mình nó phát triển tốt nhờ vậy thì cái cây của mình nó sẽ được ngọt thì bây giờ em uh, cái ví dụ nha mà cái ví dụ này thì em nghĩ là nó cũng nó cũng hơi thô thiển một chút nhưng mà tại vì em không có biết cái ví dụ nào khác á, thì thì em nói nha thì à, bây giờ giống như là mình có một cái đĩa rau đi ha cái đĩa rau xào phân gà với lại cái phân cá là giống như là nó là rau với là thịt á còn cái phân ép xâm sốt thì nó giống như là dầu ăn á cả nhà rồi cái phân này thì nó giống như gia vị khi mà cả nhà thiếu thì nếu thiếu gia vị thì anh cũng rất là khó mặc dù là cả nhà có hai thành phần chính là rau và thịt rồi ha thì em nói đơn giản như vậy thì cả nhà hiểu nha rồi bây giờ đến cái công đoạn là mình sẽ bón cái phân này như thế này vừa ra hoa xong giống như thế này nè thì khi cả nhà bón cái phân này cả nhà bón như vậy thì nó cũng hạn chế cái cái sự gọi là rụng trái hôm qua kali mưa nhưng mà cả nhà thấy nè nó không có bị rớt trái luôn á, không có thấy một cái trái nào mà nó rớt. Luôn. Khi mà cái bộ rễ nó phát triển tốt và khi mà cái cây của nó đủ năng lượng á, nó khỏe là tự động trái nó sẽ không có rớt. Cây nó khỏe, giống như mình á, cái người mình nó khỏe là tự động mình sẽ không có bị bệnh nữa cả nhà. Thì bây giờ em chia sẻ cho cả nhà cái cách để bón cái phân này nha. Hôm nay em giới thiệu cho cả nhà bốn loại phân nhưng em chỉ chia sẻ là cái cách bón của ba loại phân thôi. Tại vì cái ép xâm sốt đây không phải là thời gian để mà em bón cho nó khi cái cây nó ra trái nha cả nhà mà em chỉ dùng ba cái loại phân còn lại thôi. Đầu tiên cả nhà xới cái đất xung quanh cái gốc cây ra dùm em. Xới nó, xới nó hơi hơi lên như vậy nè. Cả nhà làm ơn nha nhớ dùm em tất cả các loại phân mà cả nhà bón cho nó thì làm ơn á Đừng có vô cái cái gốc chính của nó vô đó rồi nó sót cái cây đó rồi nó cũng nó bị ảnh hưởng tới cái cây của mình rồi cái lưu ý thứ hai là tất cả các loại phân mà sau khi cả nhà bón xong làm ơn tưới nước dùm em nha tưới thật là kỹ luôn á, không phải tưới trên bề mặt đâu, tưới cả 10 15 phút tùy cái cây nó lớn nhỏ, làm như vậy cho em khoảng 3 tới 4 là trong vòng cái tuần đầu tiên nha. Rồi cả nhà đào xung quanh nó lên như vậy. Thì cái cây này hôm nay em chỉ bón cho cả nhà coi sơ sơ thôi, tại vì em đã bón cho nó cách đây một tháng rồi nên bây giờ em phải dùng cái hàm lượng ít hơn. Không thì em sợ cái cây của em nó bị nóng đó cả nhà. Thì bây giờ em dùng khoảng tới đây thôi còn nếu mà cái cây bự giống như cái cây mận này dùng một cấp tới một hơn một cấp cũng được nha cả nhà rã xe xe nó ra cả nhà cây bự cây nhỏ mà cả nhà bón cho nó nha xong cả nhà trộn trộn nó lại trộn nó xuống có thể dùng nhiều hơn nếu cái cây cả nhà to như vậy nha rồi bây giờ cả nhà đổ cho em phân gà tại đầu mùa em bón rồi á cả nhà nên là bây giờ mọi thứ em đều bón một nửa thôi em không hoặc là một phần ba thôi chứ em không có dám bón nhiều và cái điều lưu ý của em nha cả nhà bón á là phân gà cả nhà bón sau khi cái cây nó đã ra bông và nó đã ra trái nha phân gà là cho tốt lá nha cả nhà lưu ý cái đó chùm em nha bón mùa này thôi bón cái phân uh, super sweet xong là cả nhà bón cái phân uh, gà tại vì phân gà nó cần phải thời gian để nó phân hủy nha tưới nước cho em 15 tới 20 phút nha tùy cái cây lớn nhỏ phải tưới cho nó thiệt là ướt để cho nó tan cái phân ra rồi bây giờ em cứ để nước nó tưới như vậy nha cái phân này sau khi tưới 2 tuần thì nó cần thời gian để nó phân hủy thì nó sẽ không hấp thụ liền cho cái cây của cả nhà thì sau khi 2 tuần tưới cái phân cá cho em nha tưới cái phân cá thì nó có tác dụng hấp thụ liền thì cây của nhà em bảo đảm là nó sẽ ngọt và nó cải thiện rất là nhiều thì cái gì cũng vậy không thể nào mà một sáng một chiều mà nó cải thiện ngay được cả nhà giống như cái cây của em á là em chăm cho nó thì đầu năm đầu tiên nó cải thiện được khoảng 70 phần và năm thứ hai mình tiếp tục làm thì nó sẽ lên được 100 phần em khoe với cả nhà cây quýt nhà em luôn là cả nhà cây rất là nhiều trái luôn nhiều đến cái mức độ mà kín trái Trái luôn nè cả nhà. Mà trái thì không có bị rụng luôn sau khi em bón cái cách đó thì trái rất là ngọt và cây á nó sai trái mà không có bị rụng một trái nào mặc dù hôm qua là trời mới mưa xong đó cả nhà. Trái là từ gốc đến ngọn luôn cả nhà thấy không? Xà xuống đất luôn đó. thôi video của em kết thúc tại đây thôi em hy vọng là cả nhà thích video của em nếu cả nhà thích xin vui lòng like share và subscribe cho em tạm biệt cả nhà